Ủa này cái gì vậy ta? Hai chị em mình đi 5 người hả? À, 6 người. Bây giờ đi mất tiêu hết trơn, còn có hai chị em. Đạt ơi. Đạt rồi bà con ơi. Cái đó là cái gì? Ở trên lầu quán đó thôi. Quán này mình ăn không? Mọi người đi ra không? Đông quá. Dạ. Em nghĩ ra đây. Nghĩ ra đây nè. Đi theo em nha, điện thoại của chị em cầm là không gọi gì được đâu. Đông vui nhộn nhịp. Cái này nó bắn cái gì vậy chị? Bong bóng hả? Vậy hả? Nhìn giống bong bóng vậy. Ồ, chị có thấy mấy người đó không? Ồ, bên đây là thấy à? Thấy chị Tâm Mì kìa. Ồ, cái khuôn đó. Bây giờ là mát nè. Thấy chị ha? Bây giờ là mát nè. Nó mới vừa sụp cái phần mặt trời bị che nè. Các bạn, đây là có xe bán đồ di động nè mọi người. Cái xe này họ bán kem các bạn ơi. Nó bán kem cũng giống cái loại đằng kia hả chị ha. Đi chưa chút đi. Quay phim chút đi. Ừ, cũng còn hơi no cho nó lưng lửng chút cái này. Wow. Cái chỗ này nó làm cái nãy gì ta, cái dù hả, cái liều hay cái dù các bạn ơi, nhìn nó bự to dễ sợ, để che bóng mát cho mọi người ngồi tham quan á. Bây giờ mình đi về, mình đi ra phía ra ngoài, mình quay cái máy bay đứng gần này, quay cái máy bay cho mọi người xem. Nghe nói là máy bay đó của tổng thống á chị. À, các bạn thấy hello mọi người, bây giờ mọi người đang cho cá ăn các bạn ơi. Đây nè. Chị Thêm Mì đâu? Thêm Mì đâu? Hello nè. Chị Thủy đâu? Bên đây. Đây mọi người ơi, bé nó đang mê say cho cá ăn cho nên nó không quan tâm ai làm gì làm. Đó, mọi người thấy không? Quay cá. Đây nè, đó. Ý, vịt quá trời luôn. Trời ơi, vịt nè. Ôi các bạn ơi, vịt quạp bắt về kho tiêu. Ý trời, con cá kia, cá nè, wow bự quá, ui trời ơi, ui trời ơi bự kia, trời nó dạng quá, ui coi kìa các bạn, nhìn thấy cá không, ui wow vịt nè, vịt ở đây họ thả lan á, nó tự đẻ tự nở rồi nó không có bắt á, cho nên nó cũng rất là nhiều. Đây mọi người, ở đây có một cái chiếc máy bay nè các bạn. Đó, bữa trước mình có quay nhưng mà nó xa quá mình không thấy rõ. Ngày hôm nay mình đến gần nè, mình quay cho các bạn xem nè, thấy không? Quá trời đẹp kìa. Đó, cái máy bay của tổng thống á. Rồi, đây nè, tàu nè. Cái tàu này mình có thể mướn á, mình mướn cái họ chạy ra ngoài kia cho mình chơi, hoặc là mình ra giữa cái dân gian biển á, mình ăn nhậu ngoài đó, mình ở trên tàu mình chơi bắp. Các bạn thấy cá quá trời không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên cái góc bên đây nữa nha mọi người. Mình đi xích lại gần đây, mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh buổi chiều đây quá đẹp các bạn ơi. Mặt trời đẹp nữa, tàu nữa nè, rồi cái máy cái con tàu nè,
Ôi chị dòm nè, chị dòm nè, vô cái khung nè. Đẹp ghê không? Ha, bên đây là đường đi ha, bên đây là tàu, bên đây là mà cái xích đu, bên đây là ánh đèn ha. Ôi đẹp quá, chụp lại nha. Đây nè. Đó, quá đẹp luôn chị. Đứng xích vô em chụp cho chị tắm luôn. Đứng xích vô. Em canh. Ok. Con cá nó giết con vịt. Ui, con cá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ý, cái này mình có đồ ăn, mình thả xuống cho nó nhồi đầu lên. Chị, thả nước, không phải thả đồ ăn xuống cho cá nó nhồi đầu lên. Đồ ăn đâu ra có? Mình mua kia đồ ăn kia. Mình bỏ tiền mình mua đó. Cái này nó không cho câu cá. Cho câu nước. Ôi. Cá hú mà chị đừng có đụng em nha, rớt cái điện thoại của chị Thủy nha. Em cầm cho chắc vô. Chị cầm cho chắc nè, nhưng mà em vẫn sợ rớt. Quá trời bự luôn. Bây giờ mình nó đòi ăn á. Nó quay hả? Yeah. Quay lồng tiếng hả? Lại quay phim. Không để gì luôn. Nè nè nè. Sao khó quá vậy? Nó là sao? Hey John. Ê bên kia kìa, bên kia, em công an kia, con kia. Ấy. Hết rồi. Đó nó bu lại đó. Nó bu lại nè. Gì yes. Đó. Thả từng hộp thôi, quá chơi. Thấy. Quá trời cá luôn các bạn ơi. Yeah. Cá hú chị. Cá hú. Trời ơi cái kìa. Nó bu quá trời luôn các bạn ơi. Có mấy con vịt nó muốn ăn mà nó ăn không kịp. Bởi vì nó thấy mình nó thấy mình đứng ở đây cái nó bu lại nó xin ăn á ha. Quá trời mấy con vịt nó cũng lại xin ăn nữa mọi người. Quá trời vịt luôn nè. Mỗi lần mình mua 25 sen là nó có xong một ít đồ cái đầu mình bỏ xuống cho nó ăn. Đó. Có mấy con màu đen á là con cá dồ, còn mấy con màu xám là con cá hú. Các bạn thấy không? À. Nó xin nữa. À vậy hả? Mấy nên tập cái kiểu gì mà cái bụng gì nó sồ ra mới sợ bụng luôn em. Nè, cái bụng em nè, có sồ đâu, chỗ này của em cứ nhắc rồi, bữa nay em cứ nhắc. Ủa con nó nè, nó nhúc cái đầu lên. Lấy vợt. Con cá to, đúng rồi, con cá này lấy vợt. Lấy vợt, bà con ơi, lấy vợt. Nhìn qua bên kia anh đang chụp chặt cá này. Oh, wow. Lấy vợt, bắt ăn đi.